Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phần khúc hạng C, những chiếc xe Kia Cerato này thì chưa bao giờ hết hot ạ. Đặc biệt là những giới trẻ thì lại rất quan tâm đến những chiếc xe Kia Cerato này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở các hãng xe đều có chia ra làm các phân khúc khác nhau. Riêng ở cái những cái phân khúc hạng C thì ví dụ như Toyota thì lại được lấy lòng của những cái khán giả cái tầm tuổi trung tuổi đổ lên. Nhưng ở chiếc xe Kia Cerato thì lại lấy được lòng của rất nhiều cái khách hàng ở những cái độ tuổi thanh niên ạ, giới trẻ đấy ạ. Tại vì với những cái sự thiết kế rất là trẻ trung và lại nhiều option thì là thanh niên thì rất là thích ạ. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C, đó chính là chiếc xe Kia Cerato. Đặc biệt là chiếc xe này lại cực kỳ siêu lướt ạ. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2019, đăng ký năm 2020 và mới lăn bánh được 11.000 km thôi. Thưa với quý vị và các bạn ạ, chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và còn rất là mới ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Hôm nay thì bầu trời của Hà Nội, bầu trời của thủ đô Hà Nội hôm nay lại rất là âm u, mưa phùn, sương mù rất là nhiều. Nhưng nếu như mà trời nắng thì lại nhìn tổng thể về chiếc xe, quay về tổng thể của chiếc xe nó rất là đẹp. Đẹp về tổng thể thôi, nhưng mà trời âm u như hôm nay thì lại nhìn nó lại có một cái phần đẹp khác ạ. Quý vị và các bạn xem ạ. Trời âm u cho nên là tôi nổ máy, tôi bật hết các đèn lên cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Để cho quý vị bạn thấy là tại sao ở cái phân khúc hạng C, chiếc xe Kia Cerato như này lại giới trẻ rất là thích ạ. Đây quý vị các bạn xem đây này. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy luôn đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị với hệ thống đèn này, rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn ạ. Đây là cái phần đầu nhá quý vị các bạn ạ. Đèn pha bi xenon này. Đèn gầm cũng là đèn bi, nhưng đèn gầm là đèn halogen thôi. Đèn gầm tức là đèn hay là để ánh sáng vàng đấy quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Tại sao mà giới trẻ yêu thích là nó ở đây quý vị và các bạn nhé. Thiết kế rất là trẻ trung, rất là thể thao, lại còn nhiều option đấy. Và đặc biệt là cái đèn LED đuổi này này. Đèn LED đuổi này là chủ xe lắp thêm quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần lắp thêm mà chủ xe lắp thêm. Cái phần này lắp rất đơn giản, dán vào thôi. Lát nữa tôi mở cái nắp capo ra cho quý vị và các bạn xem. Giới thiệu về cái phần động cơ thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem. Lắp rất đơn giản mà lại không ảnh hưởng đến phần điện của xe đâu ạ. Đấy, rất là đẹp. Cảm biến trước có đầy đủ luôn này. Option thì rất là nhiều. Cảm biến trước. Và bây giờ thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị bạn xem về cái phần đằng sau. Trời âm u thì nó lại có cái lợi thế của trời âm u. Tôi giới thiệu chi tiết hơn, quý vị bạn nhìn về cái phần đèn đóm nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đấy, nhìn về cái phần đèn đằng sau đây quý vị bạn ạ. Trời âm u thì lại nhìn về cái bộ đèn rất là đẹp luôn này. À, phiên bản Cerato 2.0 đấy. Premium. Cặp đèn rất là đẹp luôn này. Cụm đèn hậu rất là đẹp, được nối liền với nhau bởi một cái dải ở giữa này. Đấy, nhìn rất là đẹp này. Nhìn từ phía sau rất là đẹp đây. Cảm biến lùi cũng có đầy đủ hết cả rồi quý vị bạn nhé. Đây, đã có sẵn cảm biến lùi rồi này. Và cặp bô thể thao ở cái phiên bản 2.0 Premium này là bô đôi rồi. Bô đôi, bô thể thao rất là đẹp. Đấy, lý do mà thanh niên lại rất thích những cái dòng xe này đây ạ. Rất là đẹp. Và cơ bản là tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn ở cái chiếc xe này siêu lướt và nó còn nguyên bản, còn đẹp như thế thì tôi lại mời quý vị bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe nhé. Mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem chiếc xe siêu lướt này nó còn đẹp như thế nào, có đâm đụng hay va chạm, có xước xát gì không. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, nó không có một vết xước nào luôn ấy. Mặc dù là chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về là tôi tranh thủ tôi đem ra cho anh em rửa xe, tôi bảo rửa qua cái bên ngoài đi thôi để cho tôi đem đi tôi quay tôi chụp đã, còn lại là về dọn dẹp sau. Đấy, thì là tôi đi vòng quanh xe đều không có một vết xước nào luôn quý vị và bạn ạ. Rất là đẹp. Cái màu đen này mà để ra ngoài trời nắng mà quay thì còn đẹp nữa quý vị và bạn ạ. Rất là bóng bẩy, rất là đẹp này. Đấy, đây là tôi sẽ mời quý vị và bạn đi một vòng quanh xe rồi. Và bây giờ là tôi quay về cho quý vị bạn xem về cái dàn lốp này.
chiếc xe được sản xuất cuối năm 2019 đây nhá. Là cái lốp cũng là lốp 2019 này. Cái dàn lốp còn nguyên đây quý vị và các bạn ạ. Đét lốp này. Cái lốp này là sản xuất tuần thứ 11 năm 2019. Còn cái xe thì lắp ráp là cuối năm 2019 đó. Dàn lốp còn rất là dày, mới chạy có 11.000 km thôi. Đấy, rất là đẹp này. Là răng cũng rất là đẹp này, chưa có xước sát gì cả, rất là mới. Nhiều người lại hay đi so sánh cái hoa lốp này nhá. Cái hoa lốp này này, quý vị và bạn này, tôi giới thiệu cho quý vị và bạn này. Cái hoa lốp này phiên bản của nó là vành thể thao, rất là mỏng đây này. Cho nên cái hoa lốp của nó rất là mỏng. Đây, nó đẹp hay không, chạy nhiều hay chạy ít, nó còn sắc nét như này quý vị và bạn này. Chưa có mòn mấy nhá, nó còn sắc như này này. Đấy. Nhiều người đến để xem lại bảo nó mòn như thế này là mỏng, không phải nguyên bản của những cái lốp thể thao là nó rất là mỏng ạ. Ta lông nó mỏng lắm, nó không như những cái dòng xe địa hình. Đấy là cái đét lốp 2019 đây, lốp trước đây ạ. Đét lốp cũng là 2019 quý vị bạn nhé, tuần thứ 12 năm 2019. Đó, lốp trước. Đây, đét lốp này cũng 2019 đây quý vị bạn nhé. Và tuy nhiên là cái la răng này nó có hơi chút xước một chút đây quý vị bạn ạ. Cái lốp bên lái này là nó hơi xước một chút. Và bên phụ do chủ xe đi này, cái lốp bên phụ rất hay bị lái vì đỗ sát vỉa hè, đỗ sát vỉa ba toa nó bị xước ạ. Mỗi cái lốp lái bên phụ thôi ạ, còn lốp ba lốp kia là còn nguyên luôn ạ và còn rất là đẹp. La răng ạ, chứ không phải lốp, lốp thì không xước ạ. Đấy, 19 đấy ạ, tuần thứ 11 năm 2019 đấy ạ, rất là dày. Phải nói là rất là đẹp đấy. Về cái phần ngoại thất của chiếc xe, nó không khác thì một chiếc xe mới đâu quý vị và các bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Nội thất của chiếc xe thì nó cũng còn mới nguyên quý vị và các bạn ạ. Nhưng mà do chúng tôi chưa có dọn rửa gì cho nên hơi bẩn một chút thôi ạ. Quý vị và các bạn cũng thông cảm nhé. Tôi có thế nào là tôi cứ quay giới thiệu như vậy ạ. Đấy, đây là cái phần nội thất của chiếc xe này. Riêng về phần keo chỉ này là chúng tôi luôn cam kết với quý vị và bạn, những chiếc xe mà chúng tôi bán ra tại cửa hàng chúng tôi là không có bị tai nạn, không có bị ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản. Những cái đấy là tôi cam kết đương nhiên rồi. Còn đây là cái phần này, tắp bi này. Ở cái phiên bản 2.0 Premium này là xe cũng đã được trang bị full option rồi. Từ cửa nóc, ghế da, đấy, ghế điện. Nó khác với các phiên bản trước đó là ở cái từ bắt đầu từ phiên bản 2019 này lên thì Kia lại cũng đã bớt option đi, đó là cái phần nhớ ghế. Ở cái phiên bản trước đó là có phần nhớ ghế này, nhưng ở cái phiên bản này đã bị mất cái phần nhớ ghế rồi, không còn nhớ ghế đâu ạ, chỉ có ghế điện thôi ạ. Cửa nóc, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, cruise control. Đấy, và chiếc xe mới lăn bánh được có 11.000 km thôi. Rất là đẹp, rất là mới. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn này. Phiên bản 2.0 này. Số tự động, AT tức là số tự động đấy. Và sản xuất năm 2019. Chiếc xe này sản xuất tại Việt Nam quý vị và các bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất. Và còn rất là mới, rất là đẹp đấy. Đây, chúng tôi chủ xe này cũng rất giữ gìn. Từ lúc mua chủ xe còn chưa bóc cái ni lông ra này này. Vẫn còn chưa bóc ni lông đấy. Và đã lắp thêm cái bộ lót sàn 3D này này. Đấy, bộ lót sàn 3D chứ bộ lót sàn nguyên bản của xe thì chủ xe đang vứt ở cốp sau, lát nữa tôi quay là thấy ạ. Đấy, và đây là cái cửa sau bên phụ này. Còn rất là đẹp đây. Cơ bản là nó còn bụi, chúng tôi chưa dọn đi chứ nếu như mà dọn dẹp đi xong là nó không khác gì cái xe mới đâu quý vị bạn ạ. Đấy, nó hơi bẩn một chút ạ. Ghế cũng còn nguyên bản này này. Siêu lướt 11.000 km này. Đấy, hơi bẩn đây. Đây là cái bộ lót sàn. Đấy, chưa dọn dẹp gì bên trong này. Bên trong này là chủ xe đi như thế nào là tôi để nguyên như thế vậy đấy. Vừa mới mất 50k rửa cái vỏ bên ngoài thôi. Chủ yếu là cái vỏ bên ngoài là đi quay cho quý vị các bạn này xem thôi. Đấy, đây là cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Xe cũng đã được trang bị cửa nóc rồi. Tôi mở cái cửa nóc ra cho quý vị bạn xem này. Cửa nóc auto một chạm này. Đấy, đóng vào này. Cửa nóc này, vô lăng này, rất là mới luôn. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Từ vô lăng, cần số này, rất là đẹp này. Điều hòa tự động này. Các chế độ sạc pin này, sạc điện thoại này. Đấy,
Trước đó, phiên bản trước đó là có cái sạc điện thoại không dây ở đây. Bây giờ tôi không biết là còn điện thoại sạc không dây được không, hay là nhìn giống như kiểu là sạc không dây đây, nhưng không biết có được không. Tôi chưa thử. Và xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start stop này, cruise control này. Đấy, rất là nhiều option. Và cái màn hình đệm, màn trình giải trí đa phương tiện thì nó có rất là nhiều các chức năng để chúng mình giải trí này, các tiện ích này. Đấy, và chúng ta có thể chuyển các chế độ này. Đấy, đây này, đang đổi nghe nhạc này, chuyển nghe nhạc này trên đây này, hoặc dùng USB này. USB thì có cả USB đây, AUX này, AM, FM, AM này, USB này. USB thì có USB âm thanh, tức là âm thanh khác nhé, hình ảnh này. Đấy, USB hình ảnh này. Đấy. Đây. USB hình ảnh để chúng ta xem ảnh. Bây giờ không còn xem đĩa đâu quý vị bạn ạ. Bây giờ không cần phải đầu đĩa đâu. Đấy, rất là đẹp mà rất là tiện ích. Phải nói là rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đây là cái phần cốp. Cốp cũng là cốp điện rồi quý vị bạn nhé. Đây, cốp điện đây là cái bộ thảm nguyên bản theo xe đây này. Chủ xe để đằng sau này này, chứ lắp thêm cái bộ khác luôn, bộ thảm nguyên bản theo xe đấy. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả cho nên nó hơi bụi, hơi bẩn một chút. Nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì quý vị và bạn hẹn 1-2 hôm nữa qua cửa hàng chúng tôi thì chúng tôi sẽ dọn dẹp đi, nó sẽ mới hơn rất là nhiều ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên phụ quý vị và các bạn nhé. Táp bi cửa sau bên phụ này rất là đẹp luôn ạ, rất là mới. Về chất lượng về chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối vì nó là chiếc xe siêu lướt ạ. Vẫn còn bảo hành tại hãng quý vị và bạn nhé. Còn đẹp luôn ạ. Đấy. Rất là chắc chắn luôn. Đây là cái phần táp bi cửa trước bên phụ đây ạ. Cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây, cái phần này là chủ xe còn chưa bóc ni lông nguyên này. Đấy. Chưa bóc ni lông luôn. Sách hướng dẫn này. Đấy, sách hướng dẫn rồi sổ bảo hành này còn nguyên hết luôn đấy ạ. Rất là mới luôn đấy ạ. Và đây là cái phần rất nhiều người quan tâm đấy ạ, đó chính là cái phần mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất đưa ra đấy ạ. Mức tiêu thụ nhiên liệu đấy ạ. Rất nhiều người đi mua xe mà quan tâm đến cái phần tiêu thụ nhiên liệu đấy ạ. Và bây giờ thì tất cả những chiếc xe đều trang bị cái động cơ mới, động cơ thông minh rồi, cho nên là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu ạ. Như chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 và Premium này thì cho 7,17 lít cho 100 km kết hợp. Còn nếu như chạy trong khu đô thị chỉ hơn 9 lít thôi. Còn nếu như chạy đường trường, đường ngoài khu đô thị chỉ với hơn 5 lít, 5,61 lít cho 100 km thôi. Thưa với quý vị bạn ạ, rất là hấp dẫn, rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và bạn từ nội thất cho đến ngoại thất của chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium 2019 này. Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần động cơ của chiếc xe. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị bạn quay cho quý vị bạn xem về cái phần ốc đã nhá. Đây là cái phần ốc đây quý vị bạn ạ. Ốc cabo này nó chỉ hơi bẩn là do chúng tôi chưa dọn dẹp thì thôi, chứ là còn nguyên bản hết này. Ốc nguyên bản này, keo chỉ cũng nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản luôn ạ. Đấy, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này còn nguyên bản và còn bảo hành tại hãng luôn ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, chưa có mở cái ốc nào ạ. Tuy nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì ạ. Đây, ốc tai còn nguyên bản hết này. Ốc chân máy này. Động cơ này chúng tôi đang nổ đấy quý vị bạn nhé, nghe rất là êm luôn. Động cơ này thì còn bảo hành mà mới chạy có hơn
một vạn, tức là 11.000 là hơn một vạn thì chưa hết rốt đa quý vị và bạn ạ. Rất là mới, dọn dẹp đi ngay trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cho dọn dẹp cái xe này, dọn cả về phần động cơ, dọn cả về phần nội thất để quý vị và bạn đến xem thì thấy nó rất là mới luôn ạ, nó không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Hả? Vừa mới mua về cho nên là nó hơi bẩn đấy. Đây quý vị và bạn ạ, đây là cái giải đèn LED đuổi mà chủ xe lắp thêm đây này. Đấy, lắp thêm thì chỉ có đặt vào đây thôi quý vị bạn ạ, nó không ảnh hưởng gì đến đèn, không mở cái đèn này ra đâu nhá, đây là không phải mở đèn ra mà nó nguyên từ để chỉ có đặt vào đây thôi. Đấy. Cái giải đèn LED này thì gần như là xe nào cũng lắp được, xe nào cũng lắp được, đây là phần lắp thêm thôi ạ, chỉ đặt ở đấy thôi ạ, không thích là chúng ta có thể bỏ cái này ra thôi, rất đơn giản. Đấy. Rất là đơn giản, nếu như mà quý vị bạn nào không thích thì có thể bỏ ra, còn đây là dán vào đây thôi ạ, không có ảnh hưởng gì đến đèn của xe đâu ạ. Nhiều người là phải mở cả cái đèn này ra để độ ở bên trong, nhưng mà như thế nó sẽ ảnh hưởng, người khác mua lại là không thích. Chứ như cái này là nó nguyên bản ạ, không có động chạm gì vào bên trong cả. Đấy, rất là đẹp. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium sản xuất năm 2019, đăng ký năm 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội thì hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 này ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn là chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 6 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi và thủ tục thì nhanh chóng, chỉ từ 3 đến 5 ngày thì quý vị và các bạn đã được nhận xe rồi. Quý vị và các bạn chỉ cần bỏ tiền ra trả trước khoảng 200 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Kia Cerato này để sử dụng rồi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn, chúc quý vị các bạn và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn hôm nay cho phép chúng tôi được dừng video clip ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo ạ. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Mm-hmm.